Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bosshome TV. Nếu yêu thích kiến trúc hiện đại thì quý vị đừng bỏ qua mẫu thiết kế này KT-2218. Mẫu biệt thự hiện đại mái Nhật 4 tầng có vẻ đẹp độc đáo thanh lịch, công trình có khối kiến trúc kết cấu sinh động thu hút. Cùng Bosshome tìm hiểu kỹ hơn về căn biệt thự hiện đại này. Biệt thự 4 tầng phong cách Nhật Bản độc đáo. Nói đến kiến trúc Nhật là nói đến sự tối giản trong đường nét, vật liệu. Công trình biệt thự này mang hơi hướng kiến trúc Nhật với hệ mái dốc đặc trưng cùng với sự sáng tạo bố cục lạ mắt. Các kiến trúc sư đã tạo ra một hiệu ứng thẩm mỹ vô cùng bắt mắt cho căn biệt thự này. Biệt thự nằm tại vị trí hai mặt phố, vô cùng đắc địa, hệ thống cổng tường rào thu hút với giải pháp sử dụng lam bê tông kết hợp với lam kim loại. Từ cổng hàng rào được thiết kế với hệ thống cây xanh mang tới cho công trình vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh lịch. Điểm ấn tượng nhất của công trình biệt thự hiện đại 4 tầng này có lẽ chính là cách sắp xếp hình khối, các khối kiến trúc, hình học được kết hợp với nhau logic hài hòa. Biệt thự có hai sảnh chính và sảnh phụ. Riêng phần sảnh phụ được thiết kế thành khu vực để gara ô tô. Toàn bộ khối kiến trúc tầng 1 được ốp đá dối với gam màu vàng sang trọng. Nhìn bố cục khối tầng 1 có thể thấy đây là khối kiến trúc độc đáo. Sảnh chính và sảnh phụ được chạy theo hình chữ L và kết nối với nhau bởi một góc vuông độc đáo. Những điểm mở của sảnh đều là khoảng ban công thú vị cho tầng 2. Bước từ cổng chính vào chúng ta sẽ bắt gặp một trụ chữ V đẹp mắt. Trụ ống thép bạc này đỡ lấy khối kiến trúc phòng và ban công tầng 2 một cách ấn tượng. Tầng 1 là tổng thể hài hòa của các hình khối vuông, vật liệu đá dối tự nhiên mang tới cho công trình vẻ đẹp hiện đại. Thêm vào đó, những ô cửa kính hay tường kính cũng tạo ra được nhiều điểm kết nối không gian hai chiều. Hài hòa, thư giãn và cuốn hút là cách mà các kiến trúc sư mang tới cho khối kiến trúc tầng 1. Trên nền vàng của tường đá, cột đá tự nhiên, màu xanh hoa cỏ ở những bồn hoa tiểu cảnh như càng nổi bật. Để ngay khi tới thăm, khách đã cảm nhận được một không khí thoáng đãng và cực kỳ thư giãn. Cả khối kiến trúc được đặt cao hơn sân 70 cm. Để lên được sảnh chính và sảnh phụ, các kiến trúc sư đã thiết kế hai bậc thang rẽ lối hai hướng. Toàn bộ bậc thang và chân khối nhà được sử dụng đá dối màu xanh xám đẹp mắt. Ở khối kiến trúc tầng 2 và tầng 3 chúng ta sẽ bắt gặp một bố cục hình học thú vị. Coi trục chính của công trình là trung tâm thì phần này đang được chạy theo hình hộp dựng đứng. Nó chia khối nhà sang hai mảng trái và phải. Mặt bên trái là khối kiến trúc chữ E, viết ngược độc đáo. Mặt bên phải là khối chữ nhật mở bởi sự ghép cặp của hai thanh chữ U tạo thành. Các kiến trúc sư sử dụng toàn bộ lan can kính trong suốt để kết nối khối trung tâm và khối phải thành một hình chữ L độc đáo. Chúng ta thấy ở tầng 2, điểm nhấn thu hút chính là khối hộp với ban công mở. Bên dưới là chữ V đỡ lấy hình chữ nhật mở hai đầu, diện tường tầng 2 không lam sơn và sử dụng gỗ con hút ốp tường để mang tới một bề mặt thu hút sang trọng. Các khối hình học tiếp tục liên kết với nhau lên tầng 3 và tầng 4. Nhờ sử dụng tường kính ở trục trung tâm nên tầng 3 và tầng 4 được gắn kết với nhau chặt chẽ. Khối trung tâm tạo ra nét thẳng của chữ L và khi liên kết với ban công và hàng lan can kính cường lực như tạo thêm nét ngang đồng điệu cho công trình. Căn biệt thự sử dụng hệ mái chuẩn phong cách Nhật Bản, một hệ mái có ưu điểm mang tới cho công trình nét đẹp riêng. Hệ mái được các kiến trúc sư tạo ra theo mẫu đa tầng. Mái Nhật mang trong đó vẻ đẹp trường tồn, không bao giờ sợ lỗi mốt. Mẫu mái này cũng mang tới cho công trình vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch. Mái Nhật vốn tạo ra được sự kết nối tuyệt vời với không gian sống xung quanh. Kiến trúc hiện đại mái Nhật cũng được sử dụng nhiều với hiệu ứng phong thủy tốt. Nhiều chuyên gia cho rằng mẫu mái này sẽ giúp tránh tình trạng tích tụ tà khí và giúp gia chủ có được không gian sống an yên, vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài ra, trong kết cấu kiến trúc, mẫu mái này thuộc hệ mái chống thấm tốt, thoát nước nhanh. Hơn nữa, chi phí xây dựng của hệ mái này cũng không cao. Những ưu điểm tuyệt vời này đều đã được tính toán hợp lý để công trình có được kết cấu mái đảm bảo về công năng cũng như tính thẩm mỹ. Điểm đặc biệt của công trình kiến trúc hiện đại này là các kiến trúc sư mở ra nhiều khoảng ban công cho các tầng, các phòng. Trong kiến trúc hiện đại, việc kết nối với thiên nhiên xung quanh luôn được đề cao. Đó là lý do những ban công lớn nhỏ được bố trí sắp đặt vô cùng hài hòa. Mỗi ban công sẽ mang tới một công năng riêng, nhưng tiệu chung lại ban công sẽ là góc thư giãn cá nhân để mỗi sáng sớm hay chiều muộn, chủ nhân của từng căn phòng đều có thể hít thở không khí và thư giãn theo một cách của riêng mình. Biệt thự sân vườn mang phong cách hiện đại. Căn biệt thự 4 tầng mái Nhật này còn thu hút bởi không gian sân vườn hài hòa đẹp mắt, Chúng ta thấy tổng thể công trình, góc view nào cũng sẽ có bóng dáng của cây xanh, màu xanh bắt mắt ấy được sắp đặt tại hầu hết ban công các tầng. Nhờ đó công trình đầy năng lượng tích cực mang tới hơi thở thời đại, một công trình được thiết kế theo chủ đề kiến trúc xanh, nhẹ nhàng, thu hút. Nếu khoảng sân chính giữa từ cổng chính đi vào được thiết kế lát đá tự nhiên thì bên trái, phải đều được bố cục hài hòa thu hút với tiểu cảnh sân vườn. Ngoài việc bố trí trúc nhật ở toàn bộ hàng rào của công trình thì bồn hoa nhỏ cũng được thiết lập xung quanh công trình. Từ mặt ngoài công trình, màu xanh của cây cỏ đã giúp cho căn biệt thự có một sức hút độc đáo. Bước qua cổng chính, bên trái là khoảng vườn nhỏ để trồng hoa cây xanh, khoảng sân ngoài trời dẫn lối vào cửa chính được ốp toàn bộ bằng gỗ con gút độc đáo. Khu vực này được các kiến trúc sư bố trí ghế thư giãn và bàn nhỏ để chủ nhà có thể thưởng thức trà, ngắm cảnh sân vườn. Bên phải của cổng chính là diện tích sân vườn tiểu cảnh được thiết kế ấn tượng. Khoảng sân vườn này có một chòi nghỉ thư giãn ngay cạnh cổng chính. Các kiến trúc sư sử dụng chủ yếu là thảm cỏ và hoa bụi để tạo ra một khu vườn nghệ thuật. Cây bóng mát, thảm cỏ và hoa bụi được sắp đặt hài hòa, nhờ đó khoảng sân vườn cũng trở nên sinh động từ màu sắc đến bố cục. Trước sân nhà cũng có một khoảng tiểu cảnh nhỏ để thư giãn, khoảng sân với hoa cỏ bao quanh mang tới góc nghỉ ngơi lý tưởng. Ở trong căn biệt thự này, các kiến trúc sư chia bố cục tiểu cảnh sân vườn hài hòa. Vì vậy, ở góc view nào, ta cũng sẽ thấy bóng dáng của cây xanh, sân vườn tươi mát. Với những mẫu biệt thự sân vườn kiểu Nhật sẽ luôn mang tới cho không gian sống vẻ đẹp thư thái. Mỗi mẫu thiết kế biệt thự sân vườn hiện đại, các kiến trúc sư đều sẽ tối ưu không gian sống xanh, kết nối không gian bên trong với bên ngoài chính là ưu điểm của công trình này. Vẻ đẹp thời thượng không chỉ toát ra từ vật liệu mà nó còn được toát ra từ bố cục sáng tạo, một công trình kiến trúc ấn tượng, đáng để chủ đầu tư tự hào. Mẫu thiết kế biệt thự hiện đại mái Nhật 4 tầng này mang trong đó vẻ đẹp lạ mắt, không gian sống đáng mơ ước, được hiện thực hóa bởi các kiến trúc sư của Bosshome. Quý vị yêu thích mẫu thiết kế này, vui lòng liên hệ hotline 092 123 3456. Các kiến trúc sư của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí.